là bắt đầu nó xông hơi ra rồi đó. Cái này em mở ra luôn chứ đúng ra là phải đậy cái này lại nè. Nhưng mà em mở ra để mà dễ quay dễ coi thôi. Ở đây, ở đây. Cái này là ra hạt bự nè, là xông miệng hay sao á. Rồi cái này đút vô đây. À, đưa lên cái này, dặn này lại, ok, đưa cái mũi vô đây và lấy phong miệng xông thẳng vô luôn, và xịt thẳng vô trong hơi miệng luôn, há miệng ra, nó xịt thẳng vô luôn, ấm ấm thôi chứ nó không có nóng đâu nha, ấm 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 thôi, mình thử ra là cũng đã lắm á. Cái này là hơi nhỏ, hơi mịn, thiệt mịn nè. Hầu như không thấy luôn này, nhưng mà có đều tay em ướt nè nha. Còn cái này là hơi lớn nè, hơi lớn là đi vô trong miệng, còn hơi nhỏ này có thể đi vô mũi, điều chỉnh được cái độ mịn với lại cái độ mịn của hơi nước nha. Còn mấy con này mà coi như thực sự mà nói chứ mùa lạnh hoặc này nọ đau họng cảm sổ mũi rồi này nọ hoặc là viêm họng thì con này loại hại lắm. Ok, cảm ơn mấy bác. Còn ngoài ra thì ok, sách vở đầy đủ, pha nước như thế nào, gắn đồ như thế nào thì là ok, nó có đầy đủ hết rồi. Các bác cứ về Google dịch là ok nha. Không hay chứ, thiết kế cũng rất là hay. Rồi, em cảm ơn mấy bác.